Xin chào mọi người, hôm nay mình làm chân gà sốt Thái nha. Nói thiệt luôn là mình cũng mới làm lần đầu thôi. Trước giờ chỉ xem qua mạng thôi chứ mình cũng chưa có từng làm qua mà cũng chưa có ăn qua nữa mọi người. Mọi người xem clip thấy có thiếu sót gì góp ý giùm mình nha. Đây là 1 kg chân gà đã rút xương rồi đây. Mình đem về mình sẽ rửa qua muối và bột mì nha mọi người. Cứ chà rửa 7 lần 7 49 lần cho nó trắng là được. Nói đùa thôi chứ mình rửa vài lần là nó đã trắng như thế này rồi nè mọi người. Rửa cho sạch rồi bây giờ mình bắt bếp lên mình luộc gà ha. Mình sẽ cho vào cái chảo nước nè, sả nè, lá quế nè, gừng và một ít rượu. Khi mà nước nó sôi già lên rồi đó mình sẽ cho chân gà vào mình nấu. Mình nấu khoảng 10 phút mình tắt bếp mình rửa là được rồi ha mọi người. Chân gà chín xong mình sẽ đổ ra mình rửa là cho sạch ha. Mình rửa xong rồi mình mới cho vào ra nước lạnh mình ngâm. Ở bên mình bây giờ là thời tiết đang rất là lạnh luôn mọi người. Nước bình thường nó đã lạnh như nước đá rồi, nên mình không có bỏ đá vô nữa. Mình để mình ngâm vậy nó cũng đã giòn, đã trắng rồi nè. Mọi người thấy nó săn lại nhìn trắng phiếu ngon quá ha. Tới cái phần nó sót nè mọi người, thì nói thiệt là mình cũng đem theo cái dạng tâm linh thôi mọi người ơi. Nói chuẩn vị thì không chuẩn đâu ha. Mình chỉ nêm cho nó vừa với cái khẩu vị của mình thôi, chứ mình cũng không biết cái vị chuẩn của nó ra như thế nào nữa. Kệ đi, lần đầu tiên làm mà, coi như làm để học hỏi và để có kinh nghiệm. Rồi, tới đây là thấy sắp hoàn thành rồi đó. Nước sốt nó kẹo kẹo như là được rồi ha. Rồi bây giờ mình chuẩn bị mình trộn đây. Mình cho chân gà vào thao ha. Cái xanh xanh là mọi người biết không? Ngò gí đó. Bên đây mùa đông mua rau khó quá mọi người ơi. Được một ít ngò gí thôi mình bỏ vào luôn cho nó có mùi vị. Xoài, chanh, xả thì mình cắt vừa miệng ha. Thì mình đổ vô là mình trộn thôi. Lúc này thì cái nước sốt mình nó cũng nguội bớt rồi đó. Thế là đổ vào là trộn thôi mọi người ơi. Trộn thấy nó đều nước sốt là mình lấy ra mình ăn được rồi ha. Lúc này thì háo hức lắm mọi người ơi. Lần đầu làm mà lần đầu được ăn mà chính tay mình làm nữa, nên cảm giác cũng háo hức lắm. Đây, giờ là dọn ra ăn, ăn chung với cơm luôn nha. Rồi mời cả nhà cùng ăn với mình nha. Nhìn giao diện cũng ổn á mọi người, nhưng mà cái vị thì hơi thiếu chua nha. Thôi kệ đi, lần đầu mà, rút kinh nghiệm lần sau làm tiếp.